giả cùng chư đồng đạo. Chương trình được tiếp nối đến bài Muốn rõ đạo màu. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo màu diệt khổ có từ lâu, thần tu ra đời lại góp thông chuông mò sám kinh bèn cải xưa. Niệm chữ A-di dẹp ma lòng sầu, giang trì kinh kệ hoặc mau lâu, cùng có ngày kia ta dạy thì ta rõ đạo màu. Tây phương cực lạc Phật hằng hà, ta ráng bền lòng Phật chẳng xa. Trong cõi trần mê còn mong đợi, thấy Phật trì tâm mới đến năm gàn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, bài Trong Mây sẽ được tiếp nối theo đây. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Canh Thìn. Phiêu phiêu mây bạc trắng loàn, ấy là tài lĩnh ngọc tòa sai. Xuống trần thấy chung thiết tha, vì đâu sắp đến hàng hàng lụy rơi. Chừng nào mới đặng thành thời, qua năm Phật trời định phân. Tây dứt liên nam hiệp định phân, tam giáo quy nguyên diện lý cần. Hùng âm phi quốc lai hàng phục, định hời đáo niên tạo thiện nhân. Nam mô A Di Đà. Kính thưa quý thính giả, chương trình
được tiếp nối qua bài Khuyên Sư Giải. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo, năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước đài sen bao nhạc đăng, hai chữ Nam Mô sợ biến đuôn bề lợi hại, tâm trần rửa sạch mới siêu thân. Khuyên trong sư dạy mau mau tỉnh, luân hồi qua bao giấc công bằng. Mang tiếng xuất gia sao chẳng liều, đạo đức sống chưa hỡi chư tăng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tới đây cùng giấc giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Hay là ở Tổ Đình, ở Đức Ông Đức Bà nè, mỗi Đức Ông Đức Bà nghe cả nhà. Này đông người quá, Nguyễn Sĩ Vlog đeo khẩu trang rất là đẹp nha cả nhà. Cả nhà xem kênh của Nguyễn Sĩ Vlog thấy có hay dễ nghĩa, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ Nguyễn Sĩ Vlog mình nha. Nguyễn Sĩ Vlog xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà lại video tiếp sau nha, tiếp theo nha cả nhà. Cho đi dinh cổ đèn nha cả nhà. Tại năm nay bị dịch, người ta chính quyền người ta không cho làm lễ. Cả nhà xem kênh của Nguyễn Sĩ Vlog thấy có hay và đẹp ý nghĩa, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ Nguyễn Sĩ Vlog mình nha. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà.